Cái bài ngày hôm nay á, chúng ta sẽ học về kỹ năng làm việc nhóm và chúng ta sẽ thông qua những cái sau cái bài học này thì chúng ta nắm được những yếu tố nào. Đó là chúng ta phải nắm được lợi ích của việc làm theo nhóm, đúng không? Thứ hai là chúng ta có cái kỹ năng tạo lập nhóm, kỹ năng hợp tác, kỹ năng giải quyết xung đột trong trong nhóm. Đấy, chúng ta xác định được vai trò của mình và vai trò các thành viên trong nhóm để chúng ta phối hợp để làm việc năng suất nó trở nên hiệu quả hơn. Và đầu tiên là chúng ta vào một cái khái niệm nhóm, kỹ năng làm việc nhóm. Ở đây thì xin nói thêm là bài học chia làm được 3 phần. Phần đầu tiên thì chúng ta tìm hiểu những khái niệm, những cái lợi ích của cái việc làm nhóm, làm theo nhóm. Vậy thì nhóm là gì? Nhóm là tập hợp nhiều người cùng chung cái mục tiêu, thường xuyên tương tác với nhau. Mỗi thành viên thì có vai trò nhiệm vụ rõ ràng, có những cái nguyên tắc chi phối lẫn nhau, đúng không? Đây. Như vậy chúng ta dựa vào hình ảnh. Đây 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 là cái dựa trên hai cái slide này. Chúng ta có sự phân biệt khác nhau giữa nhóm và đám đông như thế nào. Đám đông thì nó không có mục tiêu, đúng không? Nó không không có nhiệm vụ rõ ràng, đúng không? Đấy. Do vậy đám đông không thể nào là nhóm được. Một nhóm là những người có chung mục tiêu, chung có cái sự ảnh hưởng rõ ràng với nhau, đúng không? Do vậy một nhóm ấy là những người đang nói chuyện ở thang máy không được gọi là nhóm. Những đám đông ngoài chợ thì không được gọi là một nhóm. Vậy thì kỹ năng làm việc nhóm nó như thế nào? Kỹ năng làm việc theo nhóm là kỹ năng tương tác qua lại giữa các thành viên trong trong một nhóm nhằm thúc đẩy hiệu quả công việc. Đấy, nó phát triển cái tiềm năng của tất cả các thành viên. Mục tiêu lớn là đòi hỏi nhiều người làm việc với nhau. Vì thế trong một nhóm phải có vì thế là làm việc theo nhóm là một kỹ năng quan trọng trong cái tổ chức. Và theo thống kê của người nước ngoài ấy, khả năng làm việc nhóm của người Việt kém. Do vậy thì chúng ta phải biết cách để mà tối ưu hóa vấn đề làm việc nhóm lại với nhau. Từ đó chúng ta sẽ đem lại lợi ích cho cộng đồng, lợi ích cho tổ chức. Đầu tiên là nhu cầu của việc làm nhóm này. Nhu cầu là để công việc hiệu quả hơn, để phát triển tiềm năng của tất cả thành viên, đúng không? Người ta bảo một cây làm chẳng nên non, ba cây trụng lại nên hòn, núi cao là thế. Vậy thì lợi ích của việc làm nhóm như thế nào? Trên thực tế thì không có ai trong chúng ta là hoàn hảo cả. Một quy luật tất yếu của cuộc sống mà bất cứ ai trong chúng ta cũng phải thừa nhận là một cá nhân riêng và lẻ khó có thể đạt được cái hiệu suất công việc lớn và tạo nên được cái sự thành công. Do vậy, phần lớn những thành quả có ý nghĩa trong cuộc đời đều là kết quả của sự hợp tác. Trong thực tế, có nhiều công việc đòi hỏi sự phối hợp của nhiều người, chứ không phải là một cá nhân thì mới làm việc được. Làm việc với các thành viên khác trong nhóm thì giúp chúng ta tạo nên được cái thành quả lớn, hiệu quả cao hơn rất nhiều so với làm việc riêng lẻ. Nói cách khác thì chỉ phối hợp giữa các cá nhân trong công việc mới chỉ cái phối hợp nhịp nhàng giữa các cá nhân trong công việc mới tạo nên được cái thành quả tốt đẹp, đúng không? Sự phân công giữa các thành viên trong nhóm sẽ làm công việc trở nên nhẹ nhàng, dễ dàng hơn. Do vậy, nhóm còn phải đảm đương một khối lượng công việc lớn hơn với sức của
của từng cá nhân có thể không không làm nổi, từ đó nó sẽ tạo nên cái tiếng xúc được làm tốt hơn, gặt hái nhiều thành công hơn, tối ưu hơn. Thứ hai là chúng ta sẽ học hỏi với nhau nhiều hơn. Cá nhân sẽ có nhiều cơ hội trau dồi khi mà chúng ta làm việc nhóm hiệu quả, nâng cao được cái khả năng học hỏi, chia sẻ các thông tin với nhau, kích thích tư duy hệ thống với nhau và giả định thách thức, nâng cao cái tiêu chuẩn thành tích, phát huy được cái tính sáng tạo, giải quyết cái tính chính xác trong cái vấn đề. Đấy. Làm việc theo nhóm là cơ hội tốt để các thành viên trong nhóm học hỏi lẫn nhau. Người mới đến là thành viên cũ nhưng chưa cũng có thể trở thành chuyên nghiệp được nhờ vào làm nhóm. Không những các thành viên học được nhiều từ các chủ đề thảo luận mà họ còn học được cái cách làm việc theo nhóm nữa. Cái vấn đề thứ ba là chúng ta tăng cường được cái sự hiểu biết về văn hóa. Phần lớn các nhóm, các thành viên khác về tính các thành viên trong nhóm khác nhau về tính cách này, khác nhau về kinh nghiệm này, khác nhau về lối sống, khác nhau về văn hóa, sở thích và thái độ nữa. Do vậy khi mà hoạt động hiệu quả trong nhóm ấy, thì đòi hỏi các thành viên trong nhóm là có sự hiểu biết, tôn trọng, thích ứng sự khác biệt giữa kỹ năng, kinh nghiệm, quan điểm, hành động, giới tính, tuổi tác, chủng tộc, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo mà, và cả vị thế xã hội nữa. Đấy. Kể cả cái thế giới quan giữa các thành viên trong nhóm nữa. Đấy. Do vậy thì sự hiểu biết giữa các vấn đề, giữa các văn hóa với nhau được trau dồi, được luân chuyển qua lại lẫn nhau. Bằng việc xác định, tôn trọng và thích ứng đó thì các cá nhân sẽ giao tiếp hiệu quả trong nhóm, trong cộng đồng, trong công việc nghiên cứu, du lịch trong nước cũng như thế giới. Yếu tố thứ tư là chúng ta sẽ sáng tạo hơn. Không những nhóm hoạt động hiệu quả hơn giữa các cá nhân riêng lẻ mà họ còn có tạo ra nhiều ý tưởng mới mẻ, giải pháp sáng tạo. Điểm mấu chốt để sáng tạo là lối tư duy linh hoạt, phối hợp với ý tưởng tổng hợp từ những trải nghiệm khác nhau. Khi phối hợp với những ý tưởng này thì khả năng phát sinh ra các giải pháp tiềm năng sẽ tăng lên. Ngoài ra nhóm còn tạo ra cái hiệu ứng cấp số nhân bằng cách là khai thác nhiều thông tin, trí tuệ, sự hiểu biết. Đồng thời chúng ta sẽ giúp mỗi người tự nhận thức được, tự thay đổi được bản thân. Môi trường làm việc nhóm sẽ giúp mỗi cá nhân tự phát hiện chính mình. Qua đó thì sự so sánh với các thành viên, chúng ta tự so sánh với các thành viên đúng không? Để hiểu hơn về chính mình, những gì mà lâu nay tự mình chưa phát hiện được thì nhờ làm việc nhóm, mỗi người sẽ dễ dàng nhận ra được ưu và nhược điểm của bản thân. Từ đó sẽ có cơ sở để tự hoàn thiện bản thân. Mọi người ấy sẽ cảm thấy được truyền cảm hứng, do đó khi làm việc thì mọi người sẽ cảm thấy thú vị và hào hứng. Làm việc theo nhóm sẽ giúp chúng ta giảm căng thẳng, giảm thiểu những lo lắng về thất bại. Khi làm việc nhóm, bạn sẽ không chỉ tự hoàn thiện được chính bản thân mình mà còn phát triển bản thân mình, tạo động lực hướng dẫn người khác hoàn thiện được bản thân họ. Và ở trong bài này thì chúng ta kết thúc cái buổi đầu tiên về kỹ năng làm việc nhóm.